Cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua Tổng thống Ukraine Zelensky công du Thụy Điển bàn về tài trợ vũ khí Mỹ muốn Ukraine dùng toàn lực vào mặt trận phía Nam Đột phá và tiến về phía đông sông nipro có thể giúp Ukraine mở đường tắt tới Crimea Tướng tư lệnh lường danh Ukraine trực tiếp chỉ huy quân lính tại điểm nóng Kupian. Biến lớn trong điện Kremlin, Tổng cục An ninh FSB Nga yêu cầu ông Putin loại bỏ hai tướng Shoigu và Gerasimov. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thiên ý, mến chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Tổng thống Ukraine Zelensky công du Thủy Điển bàn về tài trợ vũ khí. Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky thứ bảy ngày 19 tháng 8 thông báo trên mạng xã hội X trước đây là Twitter rằng ông và đệ nhất phu nhân đã đến Thụy Điển để hội đàm với Thủ tướng ông Kristersson và hoàng gia cũng như đại diện của các đảng phái chính trị tại Thụy Điển. Thưa quý vị trong cuộc gặp gần Stockholm với Thủ tướng Thụy Điển, ông Kristersson, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết. Ukraine đã bắt đầu thảo luận với Thụy Điển về việc giao máy bay tiêm kích Gripen. Ông Zelensky cũng đã nói về dự án của Kiev về việc khởi động sản xuất loại xe chiến đấu bọc thép CV-90 ngay tại lãnh thổ Ukraine và sớm nhất có thể. Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về nhiều chủ đề khác như hợp tác song phương, nhất là ngành công nghiệp quốc phòng. Việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu và an ninh chung trong không gian Liên Âu-Liên minh Bắc Đại Tây Dương chuyến công du của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Thụy Điển diễn ra trong bối cảnh Stockholm đang chờ được gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. AFP nhắc lại là chỉ ít lâu sau khi Nga tấn công Ukraine, Thụy Điển đã từ bỏ chính sách không cung cấp vũ khí cho các nước có chiến tranh và chuyển cho Kiev hàng ngàn vũ khí chống tăng. Theo trang tin Challengers, cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Dranikov cho biết khóa huấn luyện phi công Ukraine lái chiến đấu cơ Mỹ F-16 đã bắt đầu. Theo Bộ trưởng Renikov, cần có ít nhất 6 tháng huấn luyện cho các phi công Ukraine, nhưng không rõ các kỹ sư và thợ máy cần bao nhiêu thời gian huấn luyện. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng không cho biết chi tiết về lịch trình và địa điểm huấn luyện. Trước đó một hôm, Washington vào ngày 18 tháng 8 thông báo đã đồng ý để Đan Mạch và Hà Lan giao chiến đấu cơ F-16 của Mỹ cho Kiev, ngay sau khi các phi công của Ukraine hoàn thành quá huấn luyện do một liên minh 11 nước đảm nhiệm. Mỹ muốn Ukraine dùng toàn lực và mật trận phía Nam Giới chức Mỹ được cho là muốn Ukraine tập trung toàn lực vào mật trận phía Nam trong cuộc phản công chống lại Nga hiện nay, Financial Times của Anh đưa tin, các quan chức của Mỹ ngày càng thất vọng với cách Ukraine tiến hành phản công và hoài nghi về việc liệu Kiev có thể đạt được bất kỳ bước tiến đáng kể nào trong năm nay hay không. Thưa quý vị, tòa nhật báo của Anh cho rằng Mỹ đang thúc giục Ukraine tăng gấp đôi nỗ lực ở khu vực Zabritschia thay vì dàn trải lực lượng quá mỏng theo một chiến tuyến dài. Trong bài báo đăng tải vào ngày 20 tháng 8, Financial Times cho hay, những trạng nước giữa các đồng minh đang bắt đầu gia tăng với câu hỏi đặt ra về khả năng của Tổng thống Joe Biden trong việc đảm bảo Quốc hội Mỹ sẽ chấp thuận tăng cường viện trợ quốc phòng cho Ukraine. Washington và Kiev ban đầu dự kiến cuộc phản công sẽ bắt đầu vào mùa xuân và chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga trong mùa hè. Tờ báo giải thích rằng Quân đội Ukraine được cho là sẽ sử dụng các chiến thuật điều động vũ khí kết hợp của NATO mà binh sĩ của họ đã được các nước ủng hộ phương Tây huấn luyện. Tuy nhiên, sau những thất bại ban đầu, quân đội Ukraine đã quay trở lại các chiến thuật cũ, khiến giới chức ở Washington không hài lòng. Theo Financial Times, Bất chấp những bước tiến nhỏ mà lực lượng Ukraine đạt được gần đây, ngày càng có nhiều quan chức Mỹ đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tiêu hao sẽ kéo dài sang năm tới. Một điểm gây tranh cãi lớn là Mỹ và Ukraine được cho là cách Kiev triển khai quân đội. Mỹ đã khuyến khích Ukraine ít lo ngại rủi ro hơn và dùng toàn bộ lực lượng của mình vào trục chính của cuộc phản công phía Nam Washington coi đây là lựa chọn khả thi duy nhất có khả năng mang lại cho Kiev một bước đột phá lớn bằng cách cắt các đứt cầu nối trên bộ của lực lượng Nga trong khu vực tới Crimea. Tuy nhiên, Kiev đang giữ gần một nửa lực lượng ở phía đông trong nỗ lực chiếm lại thành phố chiến lược Bakhmut. Với việc ngày càng có nhiều thành viên của đảng Cộng hòa kêu gọi cắt giảm viện trợ của Mỹ cho Ukraine và đàm phán hòa bình với Nga, một cuộc thăm dò do CNN thực hiện vào đầu tháng này cho thấy 55% người Mỹ hiện phản đối quốc hội tiếp tục viện trợ cho Ukraine, trong khi tỷ lệ ủng hộ là 45%. Cũng trong ngày 20 tháng 8, Washington Post cho rằng cuộc phản công của Ukraine đang có dấu hiệu chững lại và cơ hội của Kiev đang giảm dần trước khi điều kiện thời tiết bất lợi xuất hiện. Đột phá và tiến về phía đông sông Dnipro có thể giúp Ukraine mở đường tắt tới Crimea. Một bước đột phá đáng kể của Ukraine ở phía đông của sông Dnipro sẽ mang lại cho quân đội của Ukraine một con đường dễ dàng và rõ ràng hơn đến Crimea. Theo Global News, đã có báo cáo rằng các đơn vị của Ukraine đã vượt sông Dnipro và thiết lập các đầu cầu ở phía đông. Đây có thể là thời điểm quan trọng trong cuộc phản công mùa hè của Ukraine ở phía nam. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu quân của Ukraine đã vượt qua và đầu cầu của họ thực sự an toàn đến đâu. Thưa quý vị, việc đập Kharkovka bị phá hủy vào tháng 6 đã làm trì hoãn bước tiến của các lực lượng Ukraine tới Dnipro trong vài tuần trước do nước lũ và đã mở rộng dòng sông. Các cây cầu bắc qua Dnipro cũng bị cuốn trôi và điều đó có nghĩa là việc vượt sông trở thành lựa chọn duy nhất và là một lựa chọn khó khăn hơn nhiều. Không phải vô lý khi nhiều người dự đoán rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ kéo dài trong vòng nhiều năm bởi cuộc tấn công nhanh chóng về phía Nam đến biển Azov để các đôi quân đội Nga một cách hiệu quả và cô lập Crimea đã không thành hiện thực. Vượt sông Dnipro và thiết lập một đầu cầu an toàn ở bờ phía đông hiện được kỳ vọng sẽ là tạo ra một bước đột phá. Trong suốt lịch sử các cuộc xâm lược ở Ukraine kéo dài hàng thiên niên kỷ, dòng sông là một trào cản chiến lược quan trọng. Nó vốn cũng có tầm quan trọng rất lớn đối với nhiều lĩnh vực trong đời sống ở Ukraine. Giao thông, năng lượng, thậm chí là cả thực phẩm. Con sông được ước tính trước chiến tranh cung cấp 80% lượng cá của đất nước. Nhưng ngay lúc này tầm quan trọng của chiến lược của con sông được đặt lên hàng đầu khi nó chạy từ Bắc xuống Nam qua toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Nga đã sớm nhận ra tầm quan trọng chiến lược của sông Dnipro trong cuộc chiến, họ hiểu rằng họ có thể chia cắt đồng thời thiết lập hệ thống phòng thủ tự nhiên trước các cuộc tấn công của Ukraine bằng cách kiểm soát dòng sông. Trong cuộc phản công vào mùa thu năm 2022, Ukraine đã chiếm lại một phần lãnh thổ đáng kể ở phía đông và phía nam, đồng thời đánh bật Nga ra khỏi bờ tây của hạ lưu Dnipro, nhưng Nga vẫn chiếm ưu thế ở bờ đông. Ukraine từng giữ các vị trí ở bờ đông, cho phép nước này tiến hành các cuộc tấn công vào các khu vực do Nga kiểm soát tại vùng Kherson, dù mỗi cuộc tấn công đó đều bị quân Nga đánh lùi. Nhưng hiện có hy vọng về phía Ukraine rằng, các cuộc tấn công mới nhất có thể thành công. Trong bản cập nhật thường xuyên về tình hình ở Ukraine, Bộ Quốc vòng Vương quốc Anh vào ngày 14 tháng 8 lưu ý rằng, các lực lượng của Ukraine đã nỗ lực thiết lập các đầu cầu nhỏ tại các địa điểm mới ở bờ đông của sông Dnipro do Nga nắm giữ. Điều này, cộng với đầu cầu mà Ukraine vẫn nắm giữ gần cây cầu Antonovsky đổ nát gần thành phố Kherson kể từ tháng 6, có thể cho phép các lực lượng của Kiev tiến xa hơn về phía nam qua lãnh thổ do Nga nắm giữ. Tướng tư lệnh lừng danh Ukraine trực tiếp chỉ huy quân lính tại điểm nóng Kupiansk. Quân đội của Nga tiếp tục tập trung khả năng tấn công chính vào trục Kobyant, trong khi lực lượng của Ukraine tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công từ đối phương. Sông cựu sĩ quan tình báo Mỹ cảnh báo rằng, lực lượng Ukraine có thể sớm mất kiểm soát tại điểm nóng này. Ukraineform đưa tin, Seki Cherevati, phát ngôn viên của nhóm phía đông của lực lượng vũ trang Ukraine, đã phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia. Kẻ thù hiện đang tập trung các khả năng tấn công chính vào hướng này. Phía Nga ồ ạt sử dụng pháo binh và máy bay, bắn phá các vị trí của chúng tôi 603 lần bằng tất cả các loại pháo, cả nòng và phản lực. Máy bay tấn công của Nga đã thực hiện 8 cuộc không kết, cũng có 5 cuộc tấn công vào Senkipka và Ivanipka ở quận kopian Chúng tôi đã để lùi các cuộc tấn công đó, 36 lính Nga thiệt mạng, 57 người bị thương và 5 người bị bắt. Theo quan chức này, lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá hủy 5 xe tăng T-72, 3 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe BTR-80, 2 radar di động, 1 lựu pháo MSDAB, 2 súng cối, 1 máy bay không người lái, 3 kho đạn giả chiến và 2 đào. Những ngày qua, Cerevati cho biết, mỗi ngày, phía Nga bắn phá hàng trăm lần vào các vị trí của Ukraine ở Kupiansk. Những người phát ngôn của nhóm phía đông đã lưu ý, Quân Nga buộc phải liên tục tập hợp lại theo hướng Kupyansk và thực hiện luân chuyển trong bối cảnh tổn thất đáng kể. Quân đội chính quy, các đơn vị tấn công trên không và bộ binh hiện đang tập trung ở đó. Nga có nguồn dự trữ mạnh mẽ, bao gồm cả binh lính mới được huy động. Ông này nói rằng Nga không có đủ quân chính quy nên họ triển khai quân dự bị chiến đấu và quân bảo vệ lãnh thổ. Đây là những bộ binh hạng nhẹ được huấn luyện kém, được tuyển dụng dưới áp lực từ các thống đốc khu vực. Nhưng ngay cả lực lượng này cũng không đủ. Đó là lý do tại sao đơn vị Stormz tuyển mộ các tù nhân. Khi chiến sự leo thang theo hướng Kobyan từ ngày 16 tháng 8, tư lệnh lực lượng mặt đất Ukraine, Đại tướng Oleksandr Sosky đã tham gia vào công việc của các đơn vị giữ tuyến phòng thủ trên các hướng tiếp cận thành phố. Theo ông, Lực lượng của nga đang cố gắng thâm nhập vào những phòng tuyến đó, triển khai các đội tấn công, bao gồm với mục tiêu là bao vây và sau đó chiếm Kobians. Tướng Sersky được thế giới biết đến qua hai trận thắng lịch sử của Ukraine vào mùa thu năm ngoái khi thành công đẩy lùi quân nga để giải phóng mặt trận Kharkov và khủng ngạn của vùng Kherson. Nhiều người đang hy vọng với tài cầm quân của vị tướng này, Ukraine sẽ thành công đánh bại quân nga ở mặt trận Kobians. biến lớn trong điện Kremlin. Tổng cục an ninh FSB của Nga yêu cầu ông Putin loại bỏ hai tướng Shogu và Gerasimov. prigozhin lãnh đạo của PMC Wagner, có những người ủng hộ trong Tổng cục An ninh Liên bang FSB, chia sẻ yêu cầu của ông ta về việc sa thải Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shogu và Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov. Họ ủng hộ việc Nga tiến hành cuộc chiến chống lại Ukraine một cách quyết liệt hơn và đề xuất thay đổi lãnh đạo quân sự, cũng như tuyên bố thiết quân luật và huy động toàn lực. Thưa quý vị, những người ủng hộ đường lối cứng rắn giữa các cơ quan an ninh FSB của Liên bang Nga đang xoắn cánh tay của Putin vì mục đích sa thải người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov. Điều này được nêu trong một tài liệu của Bloomberg. Đồng thời, hãng tin này tuyên bố Hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy Điện Kremlin sẽ thay thế saigo và Kerasimov. Thay vào đó, Putin đang đàn áp những người chỉ trích Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu. Cụ thể, các nhà báo nhớ lại sự biến mất khỏi không gian công chúng sau nỗ lực nổi dậy của Wagner, tướng Sergei Surovikin là người thân cận với Prigozhin. Ngoài ra, hai nguồn tin nói với Bloomberg rằng một số cơ quan an ninh nhà nước quan trọng của Liên bang Nga đã củng cố nỗ lực của Prigozhin nhằm loại bỏ Shoigu và Krasimov khỏi các chức vụ của họ. Bây giờ họ tiếp tục khăng khăng đòi tiêu diệt, đồng thời yêu cầu Putin ban hành thiết quân luật và tổng động viên. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.